Hello, welcome back to my channel. Start again, go. Và mình sẽ chuyển sang game thứ hai. Need for Speed. Thank you.
OK, tiếp tục là Traffic Reader.
Oh my god, wow. So va a vedere mi se c'è sta che tu. Let's go. Wow, tự nhiên đơ luôn. Ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Gọi tia. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? Yeah.
Let's go. Now take me to my place. Apartments cost money. Rồi sau đó các bạn đến đây là nhận được bước tiếp theo. Cứ thế rồi làm nhiệm vụ. Sau đó thì các bạn sẽ kiếm tiền và mua cho mình một chiếc xe thật là ngon. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tập đường sống. GTA ra. Francis. Các bạn nháy đúc hai lần thì nó sẽ bốc đầu. Và dị hai lần đúc thì sẽ đi một bánh và bốc đầu. Ok. Một điều cái này thì khó lái hơn bình thường. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smurf. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. Wow. I get so bad. Quay thằng leo mình rồi. Cho anh ta đâm vào đây đi. Quay thằng leo đâu. I thought this was family's turf. You just a liability, CJ.
Why you bother coming back? Walk through the beer aisle and feel fine. Straight back Bobby, into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Okay, your vote on that. I got with them motherfuckers, though. So, far we don't mean to sound like a good one. Go to your bar. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. YCD. Thank you.
can't believe this shit. Rồi, sau đó các bạn sẽ đến điểm màu cam cơ. Hey, watch yourself. Sẽ mua bộ giáp. Em nói thế. Ở đây là những công cụ. Wow. Không đủ tiền đâu. Và sau đó các bạn đến điểm vàng đây. Và khi đến điểm vàng thì các bạn lại hoàn thành tiếp tục tiếp theo. Tiếp phần tiếp theo, sau đó lại làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 9. Rush Rally 3. Overjump 60.
Okay. Let's go. Okay. Our first night. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng qua. Thank you.
Sir, Rexy Q. Mở khách điếm, bàn ghế cũ cũng dùng được như dao cả. Đưa luôn các bạn ạ. Hoa à, được rồi. Ok, và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.